Quyền Linh xin chào đón quý vị đến với chương trình Gia Đình Tài Tử. Quý vị thân mến, có thể nói trong cuộc sống bồn bề chúng ta lo toan rất là nhiều thứ cơm áo gạo tiền, quên đi những cái thành viên trong gia đình mỗi người một nơi. Thành ra là chúng ta phải đến với Gia Đình Tài Tử để đó chúng ta sẽ có những sợi dây kết nối tình cảm với nhau, các thành viên gia đình vui chơi với nhau, ca hát với nhau. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ những giọng hát đầy đam mê, đầy khát vọng của những gia đình tài tử. Trước khi gặp gỡ thành viên hai gia đình ngày hôm nay, Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ lại ban giám khảo nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Xin giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung. Còn bây giờ xin giới thiệu gia đình đầu tiên, mời quý vị hướng về màn hình. Vùng đất Chí Linh, Hải Dương tiếp tục có những nhân tài âm nhạc. Với công việc trang điểm, chị Đặng Thị Uyên 34 tuổi quyết tâm dẫn đoàn tham gia với 13 thành viên, gồm có mẹ là bà Dương Thị Đào 69 tuổi, anh rể là Vũ Chí Hùng 45 tuổi, vợ chồng cháu Nguyễn Văn Cường và Đặng Thị Thu 28 tuổi, em trai Đặng Văn Trưởng 25 tuổi, cùng các cháu là Nguyễn Thị Tân 24 tuổi, Phạm Thị Dung 18 tuổi, Vũ Phương Thảo 17 tuổi, Nguyễn Thị Hương Giang 17 tuổi, Phạm Quốc Khánh 7 tuổi, Phạm Thị Trang 12 tuổi, cùng cô con gái 12 tuổi Nguyễn Ngọc Anh. Các bé đưa sứ giả trở về với tuổi thơ. Sở trường là nhạc thiếu nhi à? Hôm nay Đức Khuê rất vinh dự là làm sứ giả đến gia đình nhà chị Uyên. Gia đình nhà mình là có bà có tham gia không ạ? Có ạ, thế các cháu nữa ạ. Thi tuần với một bài hát sứ giả để mang đến, đó là bài hát Đồng Lúa Reo. Quyết tâm giành thắng lợi nào. Chúng ta chào đón gia đình đến từ Hải Dương. Xin chào cả nhà. Cháu xin chào cô ạ. Nhìn cô hôm nay rất là trẻ. Cô được bao nhiêu cháu? Báo cáo thì tôi 69 tuổi, 8 người con và 22 đứa cháu. Chú đâu cô? Chú ở nhà. Hôm nay mình dẫn đội quân đi thi mà chú lại ở nhà. Chú cũng sức khỏe cũng yếu, không được khỏe lắm. Khi nãy cháu xem video clip thấy có một người con của cô đúng không ạ? Đây, bạn năm nay được bao nhiêu tuổi ạ? Em thưa anh, em năm nay 34 ạ. 34, 3 người con. Tại vì em ở nhà quê cho nên là cứ đẻ đông cháu sau này nó đỡ vất vả. Ủa thế đó, ở dưới quê là quan niệm là mình cứ đẻ nhiều con nhiều cháu vất vả à? Trong dự toán của bạn thì bạn định thêm bao nhiêu nữa? Em chốt hạ rồi ạ. Xin hỏi cô một lần nữa, cô làm cách nào mà chúng ta nuôi được 8 người con ăn học rất đàng hoàng như vậy? Nó vất vả như thế nào, cô có thể chia sẻ chút xíu không ạ? Đồng quan nên nó cũng vất vả, bố mẹ vất vả, con vất vả chứ cũng không được sung sướng như ngày hôm nay. Nên nó lỗi thời chứ còn lớp trẻ bây giờ khác. Nếu như được trở về thời trẻ thì cô sẽ sinh mấy cháu? À vâng, nếu là tôi vào cái giai đoạn này tôi cũng chỉ sinh 2 con thôi. À đúng rồi, nghiệp rồi. À, xin chúc gia đình thật nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ những thành viên của đội tiếp theo. Chị Kim Tiến ơi. Ôi giời ơi. Với người dân Thạch Thất Hà Nội thì có vẻ náo nức vui nhộn nhỉ. Với 13 thành viên tham gia gồm có vợ chồng cô chị Kim Tiến 61 tuổi và Đỗ Hữu Vinh 65 tuổi, cùng mẹ là bà Phạm Thị Trung 86 tuổi, cô em gái Minh Tân 58 tuổi, em dâu Nguyễn Minh Hiền 60 tuổi, em họ Nguyễn Hoàng Yến 45 tuổi, hai người con là Đỗ Thị Hạnh 33 tuổi, Đỗ Nam Phong 30 tuổi, cùng 5 người cháu là Trịnh Thị Sơn 41 tuổi, Nguyễn Thị Phượng 37 tuổi, Phạm Anh Hồng 28 tuổi, Đỗ Hữu Nam 24 tuổi, Tạ Minh Hằng 6 tuổi. Ôi già, mình là cô Kim Tiến thật hài hước. Bánh bát ạ. Một là bánh bát đảng sang vừa thơm vừa dẻo cho năm khán giả vui. Bắc Văn Hiệp ơi. Cái này làm sản xuất ra để phục vụ cái gì là chính ạ? Bánh này là bánh đặc sản của quê hương chúng em ấy. Vâng. Chủ yếu là để phục vụ những ngày lễ lớn và ngày Tết, ngày tiệc, đại hội. Đây là một cái sản phẩm gọi là thực phẩm. Dạ. Và ăn vào là ngon mà lại bổ. Dạ. Không? Nhưng mà là tính chất rất là nghệ thuật. Dạ. Thế và gia đình mình bây giờ lại tham gia một cái chương trình cũng mang tính nghệ thuật rất cao. Dạ. Là chương trình Gia Đình Tài Tử. Dạ, vâng. Rất là hoan nghênh cái hoạt động của gia đình mình. Thế bây giờ bác Đỗ cho biết nào, Việt Nam mình có cái di sản văn hóa gì gọi là phi vật thể mà được thế giới người ta công nhận không? Quan họ ạ. Em xin wow, một phong cách rất là Bắc Bộ. Quan họ Bắc Ninh.
lời cổ. Vâng, xin mời. Nào, cả nhà cùng hát ra. Khách đến đi đến trời ư nhà. Ôi giời ơi. Chương trình đem đến một cái bài hát mà chương trình đã sắp xếp. Quyết tâm, quyết tâm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gửi gia đình thứ hai đến từ thủ đô Hà Nội. Xin chào cả nhà. Vẫn còn vẫy tay đúng không? À, xin hỏi chị, nãy giờ chị cười to nhất á. Hiện nay cái niềm vui như thế nào chị có thể diễn tả cho khán giả biết được không ạ? Hồi hộp quá. Hồi hộp. Hồi hộp cứ vẫy tay cứ cười thế à? Để cho Trần tính tinh thần ạ. Mình đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc thi ngày hôm nay? Chúng em cũng là từ khi chương trình đưa cái đề tài đấy thì chúng em cũng là cố gắng ngày đi làm nhưng mà đêm thì lại về tập ạ. Đi tập vậy chồng có phiền trách gì không? Về mệt lắm ạ. Mệt rồi. Đi tập vậy chồng có phiền trách gì không? Về mệt lắm là sao? Là ổng mệt hay mình mệt? Em mệt. Rồi, cảm ơn chị. Chào bà. Bà năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Tôi năm nay mới được có 86 tuổi ạ. Mới được có 86 tuổi thôi. Vâng ạ. Bà còn trẻ lắm nha. Trẻ gì, 86 tuổi rồi. Lão ngu lão già mất rồi đấy. Hôm nay bà thấy con cháu xuất hiện trên sân khấu thế này, bà vui không? Vui lắm ạ. Từ nhỏ đến giờ có bao giờ cả gia đình mình lên sân khấu lần nào chưa? Từ nhỏ đến giờ cả gia đình tôi chưa được lên sân khấu. Hôm nay toàn gia đình tôi được lên sân khấu. Tôi rất hạnh nhạc và cảm ơn chương trình. Bà có đó vậy, bà có ca hát lần nào chưa? Có. Có hả? Có. Tôi sẽ tặng một mọi người một bài luôn. Bữa nay mình lên sân khấu 86 tuổi vẫn hát như là... Đấy. Rồi bà biểu diễn luôn, bà hát bài gì cho nó, hát bài gì cho nó sung lên nha. Dù ta lào, kéo phao ta vượt qua đèo, kéo phao ta vượt qua suối. Dốc núi cao à cao, lòng quyết tâm còn cao hơn núi. Cảm ơn bà, 86 tuổi mà quyết tâm còn cao hơn núi luôn. Đó là tinh thần của những gia đình tài tử. Bây giờ hai đội sẽ cử đại diện ra để giao lưu với nhau chút xíu. Mình cho mình hỏi gia đình bên nhà mình là có bên Hải Dương, trước đây mình nghe có một cái món gì là đặc sản của bên Hải Dương. Có thể hôm nay tiết lộ cho gia đình mình biết được một chút không? Vâng, được ạ. Xin mời đại diện của một gia đình nên trưng bày những sản phẩm đặc sản của quê hương mình để cho ban giám khảo cùng khán giả cùng MC Quyền Linh cùng bạn chơi được thưởng thức ạ. Đây là đặc sản của quê hương em ạ. Dạ vâng, thế để xin đáp lại cái tấm lòng của gia đình. Bên gia đình mình cũng có một món đặc sản, đó là bánh bát. Gia đình mình món bánh này là tự tay làm luôn. Bây giờ thì hai bạn muốn thi như thế nào ạ? Theo bạn thì bạn muốn thi thứ nhất hay thi thứ hai? Dạ. Nếu em mà thích em thích thi đầu. Thi một. Thi một. Hai người đồng quan điểm với nhau. Hai người đồng quan điểm với nhau, hai người thích thi một hết. Dạ vâng ạ. Rồi hai cái đó hai người tự thi nha. Còn bây giờ là mình bốc thăm. Đấy là tuột mất số 1 rồi ạ. Số 1. Không sao. Thi thứ nhất và thứ hai đều áp lực như nhau. Và xin chúc cho hai gia đình thật nhiều may mắn và thành công trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với gia đình đầu tiên. Bạn nữ là từ đồng nhà. Được tin gia đình tham gia chương trình, anh Phong chồng cấp tốc về nhà tham gia tập luyện. Quay hai ấy mà nữ sang bên. Cái đoạn đầu tiên là của nữ, đoạn thứ hai bắt đầu của nam. Nữ vào trước. Thứ hai mình đi. 2 3. Đồng hồ quay người rộn ràng, lời hát nhanh vang dậy đầu làng. Bao nhiêu năm bom đạn đổ xuống. Và thế là trưởng đoàn lo âu. Thời gian thì là nhạc thế, nhưng mà nó có nhạc luôn thì cũng thật là nhạc beat đi. Nhà nói chung là nhạc lời giao về thì cũng nhiệt tình tập thì cũng hòm hòm một tí rồi, nhưng mà
vẫn còn một số động tác nó vẫn chưa được vượt lạ lắm. Ồ, đội hình trẻ quả thật là lợi thế, nhưng chưa hẳn là thế. Không ai chịu tập luyện mà chỉ đùa thôi. Ngày hôm sau, có vẻ ý chí chị Uyên đã lên cao độ, bắt tay ngay vào dàn dựng. Hát thì tốt, nhưng biểu diễn sẽ ra sao? Cùng xem nào! Thì nghe còn hay hơn cả băng mẫu. Có một điều rất dễ thương là cả gia đình nhà mình đã vẽ một bức tranh đồng quê rất là đẹp. Nếu mà nông thôn Việt Nam ở chỗ nào cũng đẹp như thế này thì chắc là rất nhiều người, vì Hà Nội đang bụi quá, chắc là nhiều người muốn về nhà quê ở. Phải nói các bạn về ca hát cũng rất là khá. Cái bè nghe nó êm ái, nó ngọt ngào, nó cảm nhất là cái âm nhạc của miền Tây nữa, thì nghe nó rất là sao xuyến. Giá như mà bác với lại hai bé biểu diễn thêm một chút nữa, cái ánh mắt và cái nét mặt nó tốt hơn một chút nữa thì nó sẽ hòa nhập hơn vào với lại cái dàn của nhà ta. Phải nói là rất cảm ơn các bạn, là các bạn có sự đầu tư kỹ, nhất là có cái mặt về mặt đạo diễn và biên đạo là rất là rõ ràng. Anh Trung anh vẫn còn sao xuyến nữa. Quyền Linh nói chính xác quá. Làm sao mà có thể không sao xuyến được trước một hình ảnh đẹp như thế kia. Nó đẹp từ bác. Khen bác để rồi khen toàn bộ dàn con cháu của bác rất là xinh. Đó là cái điểm mạnh của gia đình chúng ta. Và nó lại được thể hiện bằng những ánh mắt ngời sáng rất là đẹp. Mà các bạn biết cách để làm đẹp. Các bạn biết cách để làm tóc rất đẹp. Các bạn biết làm gì đó để tôn mình lên. Nhưng mà tôi cũng lo ghê lắm khi nghe thấy đồng lúa reo. Trời ơi, các bạn hát thế nào đây? Thế mà các bạn thuyết phục được chúng tôi. Tôi lễ xin chúc mừng gia đình. Ai biết đồng lúa đâu? Rồi. Cô gái ba con, nhìn như 18 tuổi. Ủa bạn có học múa gì mà bạn biết là múa tốt thế? Dạ em chỉ tự nghĩ ra những động tác gì mà mình nghĩ ra thì mình sẽ bảo với mọi người thôi. Nghĩ sao làm vậy thôi. Vâng. Chuyên gia cắt tóc giờ thành chuyên gia biên đạo múa luôn. Vâng. Thử thách đúng vào sở trường của gia đình nên ai cũng hát hay. Ồ, vì tự tin quá vào sở trường nên. Nam là một tốt. Và top đồng ca, đơn ca là có Vượng, mà đồng ca là tất cả.
Thế nhưng hôm nay cũng không tập trung là lại là coi như là chả tập trung vào rồi. Mỗi người một lý do. Run. Lúc nãy mình vào ấy thì là mình hát nó đúng nhạc. Nhưng tại sao bây giờ vào nó lại cứ người hát trước người hát sau lại tranh nhạc? Chia đi. Nó lại không đúng khớp, nó không khớp với nhạc. Đây vừa xong anh cho cái tông thấp xuống thì người hát ha thì nó đẹp đấy. Nam bây giờ có dùng được không? Nữ là vì mình lên tốt, khán nữ giả là quá bức xúc nên như hôm trước là nếu mà sắp hát ra là có chị nhân vật này là ai thấy nhỉ, dàn dựng cho mình nhưng mà chú hay cáu thì ai thay chỗ Sơn vào múa kia có rồi con là cháu múa đẹp, cô Sơn múa, cô Sơn múa, Sơn múa có con cháu vào con múa rồi nay nó đi học chưa về anh ơi, khỏi thì được tập sau đấy nhưng ba người đấy mấy cô là chính, thế mấy con có mấy người nữa, năm tốt phải nữ là phải năm người, còn hai năm mà gỡ bên đây nó bè vào đấy. Gia đình được ủy ban hỗ trợ nhà văn hóa luyện tập nữa à, sướng thế nhỉ. Cái vé dài trong lúc khoe này về thì xong là bị chạch đầu gối giờ bị đau gần là đau chân không đi được. Hôm nay 5 giờ sáng chung từ 5 giờ sáng đến bây giờ mới xong đấy ạ. Còn theo chương trình là cái thứ nhất là chuẩn bị, cái thứ hai lại đâm lo cứ hồi hộp và lo từ đêm qua giờ không ngủ được với lo. Gia đình và Kim mọi Tiến thứ đều đã hoàn tất. Một tràng pháo tay cho tiết mục của gia đình chị Kim Tiến. Anh chị em ơi! Nào đi chạy hội đi anh chị em ơi! Chạy hội nào! Của đồng quê miền Tây nó rất là giản dị thì lại thấy cái cảnh hội làng của miền Bắc thật là vui tươi nhộn nhịp và trẻ trung, mỗi cái nó đều mang một là nó lại lột tả rất rõ về phong cảnh của đồng quê của các vùng miền. Mà cũng phải nói thật là qua cái gia đình tài tử này dường như chúng ta làm một cái việc mà rất là vô tình nhưng mà nó lại nghĩa nó rất lớn, là chúng ta đã nối được vòng tay lớn, chúng ta đã nối được bức tranh, bức họa của toàn cảnh đất nước Việt Nam. Hai bài đều là dàn dựng rất là kỹ, bài nào cũng có phối bè và tất cả dàn dựng cũng rất công phu và biểu diễn cũng rất là duyên dáng và bài nào cũng có ý nghĩa của nó. Tuy nhiên bài 2 thì hơi tiếc đoạn cuối của chúng ta hơi bị nó chưa đều một chút. Cái bài 2 bởi vì nó khó hơn cái bài 1. Thứ nhất là về âm vực thì nó cao và cái thứ hai là để hát được rồi nhưng mà lại phải đi lại chuyển động thì cái bài 2 là cái bài đòi hỏi cái người hát phải chắc chắn hơn thì nếu không là nó sẽ bị chênh. Chúc mừng toàn thể nhà ta
là đã rất là cố gắng hết sức để hát cái bài này không chênh phông một tí nào và rất là ngọt ngào. Chị Hoa, chị nói hết rồi. Chị nói hết cả rồi, bây giờ không biết tôi với Lan Hương nói gì nữa đây. Trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Lan Hương tiếp bước. Thôi xin mọi người làm ơn cho tôi bình tĩnh suy nghĩ thật chín chắn để chấm điểm thôi. Khi thấy hình ảnh của bà cụ ngồi vỗ tay, tự nhiên mình thấy cuộc đời này vẫn đẹp sao. 60 năm cuộc đời chẳng là gì cả. Thông thường thì hai đội thi thì có lẽ đội nào cũng hồi hộp và căng thẳng khi chuẩn bị công bố kết quả. Còn hôm nay thì nó khác xa với các lần trước. Không phải thí sinh căng thẳng mà là ban giám khảo căng thẳng. Đầu tiên sẽ là khả năng ca hát, đội đến từ Hải Dương. Xin mời nghệ sĩ Giang Lan Hương, 9,9. Nghệ sĩ Giang Thanh Hoa, 9,9. Và nghệ sĩ ưu tú Chí Trung. Vì là chúng ta mới đang là vòng tuần nên tôi sẽ không cho điểm cao để chúng ta còn tiến vào vòng chung kết của tháng, đúng không ạ? Bây giờ mà 9,9 đều như thế này thì hôm tới này thì 999 à? Tôi chỉ cho 9 thôi. 9. Khả năng ca hát của đội đến từ Hà Nội, nghệ sĩ Giang Lan Hương, 9,9. Nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa, 10. Và nghệ sĩ Tô Duy Trung, 8,7. Chúng ta sẽ đến với phần khả năng sáng tạo, đội đến từ Hải Dương, nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương, 10. Nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa, 10. Và nghệ sĩ Tô Duy Trung, 19. Hấp dẫn đây. Vẫn thôi mình nghỉ đi, mai mình không công bố đi. Bây giờ đặt giả thiết nếu như mà hai bên bằng điểm nhau thì chúng ta sẽ có giải pháp gì nhỉ? Thi tiếp. Cả hai cùng thi. Mỗi đội cử một đại diện ra hát với nhau. Chúng tôi hỏi thế không phải để cho các bạn mà để cho chúng tôi. Nào, khả năng sáng tạo của đội đến từ Hà Nội, nghệ sĩ Dương Lan Hương, 10. Nghệ sĩ Dương Thanh Hoa, 10. Và nghệ sĩ Tô Chính Trung, rất quan trọng, 9. Và số điểm của đội Hải Dương là 57,8. Đội đến từ Hà Nội là 57,6. Và bây giờ chúng tôi xin mời nghệ sĩ ưu tú Chí Trung và nghệ sĩ Dương Lan Hương sẽ lên trao giải thưởng cho đội đến từ Hà Nội. Xin chúc mừng gia đình, đây là những niềm vui tôi nghĩ rằng gia đình sẽ nhớ mãi và không bao giờ quên với chương trình Gia Đình Tài Tử. Xin chào tạm biệt và chúc nhiều niềm vui, sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Theo quan điểm của em ấy thì mỗi ca khúc có một cái chất riêng của nó, nhưng mà riêng về cái bài của chúng em rất là khó. Đây như vậy thì bác có ý kiến gì bài giám khảo không ạ? Ý kiến tức là ý kiến là nếu mà sát hạch thì phải sát hạch lại, tìm người tài của đơn vị này, hai đơn vị chọn hai người giao lưu. Kể ra thì cũng báo cáo với chương trình là gia đình không nghĩ gì đến 100 triệu, thực sự là gia đình không học một trường nào, không đi học ở cái trường nào cả, mà tự chất giọng và tự coi những cái vòng nghệ thuật của gia đình mà tự phát huy thôi. Suy nghĩ lại xem mình có bị thiếu sót hoặc trục trặc một cái chỗ nào đó trong cái bài hát mà để ban giám khảo giảm đi chúng ta 0,2 điểm không ạ? Không có cái gì. Không có mà cái gì. Thì có nghĩ như ban giám khảo thiên vị ai đó không? Thật ra là ban giám khảo như thế là hơi thiên vị, bởi vì bài hát kia là dễ hơn. Thế ban giám khảo phải đặt ở cái địa vị là mình là người giữa. Bài kia thì dễ hát hơn mà bài này khó hơn, tính nghệ thuật nó cao hơn. Rồi tôi xin hỏi khán giả ngồi dưới xem. Rồi chào bác. Bác thấy thế nào ạ? Bác thấy thế nào? Chúng tôi thấy chưa công bằng. Bởi vì đứng ngược về hai bên cùng phải hát lại mỗi bên một bài. Đấy. Hát chấm điểm mà nói. Chứ nếu mà như thế này chưa hợp lý. Ở đội kia là chỉ có 3 thế hệ, đây là có 4 thế hệ. Nó hơn hẳn cái chuyện đến chấm bây giờ. Đó là chấm trẻ đẹp thì đúng rồi, đội kia nó trẻ. Ở đây không phải cuộc thi trẻ đẹp. Ở thế đấy, đấy tài năng mình. Dạ. Đó là ý kiến của đội thi cũng như là khán giả đang có mặt tại trường quay. Và có lẽ rằng chúng ta sẽ phỏng vấn giám khảo xem họ nói gì với kết quả của hai đội ngày hôm nay. Xin chào Dương Thanh Hoa. Chào. Khi nãy Quỳnh Linh có phỏng vấn gia đình thí sinh thì họ có một vài ý là như là ban giám khảo hơi thiên vị chút xíu về đội bên kia, chị nghĩ thế nào? Ngay khi mà xem xong hai đội thì Thanh Hoa đã phát biểu trước tất cả mọi người là quả thực là có một chút khó cho ban giám khảo, bởi vì là 1-9-1-10. Tuy nhiên nó rất là công bằng, bởi lẽ là đội của Hà Nội là đội hát là những cô gái quan họ của nhạc sĩ Phó Đức Phương thì phần cuối là bị chệch choạc. Chịch choạc không đều. Và nếu mà nói về sự hoàn thiện thì ở bên đồng lúa gieo nó có một gì đấy nó hoàn thiện hơn, và nó không có phốt.
Tuy nhiên Thanh Hoa cũng thấy là bài Làng Quan Họ thì bài Những Cô Gái Quan Họ thì Thanh Hoa cũng nói là một bài khó hát. Và tất cả những cái ý kiến mà khi Thanh Hoa đã phát biểu thì rất là có trách nhiệm và chính xác. Thanh Hoa nghĩ là kết quả như thế là rất chuẩn, không có gì thiên vị. Thật sự ra những người như Thanh Hoa hay là nghệ sĩ nhân dân Lan Hương hay nghệ sĩ Chí Trung thì muốn tất cả đội nào cũng vào, nếu trong thâm tâm thì muốn tất cả đều nhất và muốn tất cả đều vào chung khảo. Thế nhưng mà rõ ràng cuộc thi thì Thanh Hoa nghĩ là nó phải có người được và phải có người thua. Tuy nhiên ta thua trong thế thắng, bởi vì chỉ một chút thôi, còn thì Vũng vẫn phải công nhận là khả năng nghệ thuật của các bạn là rất đồng đều và rất là hay. Chúng tôi xin mời nghệ sĩ dân Thanh Hoa sẽ lên sau chiếc vé vào thi tháng cho đội đến từ Hải Dương. Quý vị thân mến, chương trình Gia Đình Tài Tử đến đây xin phép được tạm dừng và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào chương trình sau.